Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 248. Tất cả những người niệm Phật của chúng ta, mình thường đi đứng nằm ngồi thường nhớ Phật niệm Phật nên mình thường giữ một cái tâm bình tĩnh khi gặp bất cứ sự cố gì. Quý vị nhớ là con người mình thường sẽ thất bại khi một là bợp chợp, hai là mình mất bình tĩnh, lúng túng. Một con người khi gặp những cái trạng thái đó, quý vị sẽ không được thông minh mà làm việc thường bị thất bại. Nên cái người niệm Phật Ấn Tổ này nói rằng là tin sâu nhân quả. Cái người mà tin sâu nhân quả thì bình tĩnh dữ lắm, rất là bình tĩnh. Giống như cô giáo Lưu Tu Văn, cô có nói một câu rằng là lúc trước khi mà chưa biết niệm Phật, chưa biết tu, thì khi con cháu bị bệnh hay là việc gì cái là mình hối hả, lụp chụp, tâm như là lửa đốt. Nhưng từ khi biết niệm Phật, tin sâu nhân quả, thì khi con cháu bệnh thì uống thuốc, bệnh đau thì để bác sĩ lo. Còn bản thân chúng ta phải niệm Phật, phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Nói câu rất là hay. Nên mình là người biết tu, nó khác cái người không biết tu. Nếu như cái người tu của chúng ta mà khi mình gặp sự cố một cái là mình hối hả, hụt hẳn, bợp chợp, lúng túng, thì có khác gì người không tu đâu quý vị. Vậy thì mình nghe đạo nhưng mà mình không tin sâu nhân quả. Mỗi một con người có số mạng. Khi số mạng họ mà đến rồi, dù có thuốc tiên đi chăng nữa cũng bó tay. Còn khi số mạng họ mà chưa đến, thì dù chữa trị bình thường cũng khỏe, thì thọ mạng chưa đến. Nên mỗi một con người chúng ta phải tin sâu nhân quả, luôn luôn duy trì được cái tâm bình tĩnh. Nhớ, luôn luôn duy trì được cái tâm bình tĩnh. Giờ có rầm âm 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 âm, ta vẫn bình tĩnh. Bất cứ sự cố gì mình cũng phải giữ bình tĩnh. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Khi một con người bình tĩnh thì thông minh, trí tuệ, giải quyết rất nhiều vấn đề. Người ta không giải quyết được nhưng mình giải quyết được. Nhưng phải duy trì được cái tâm bình tĩnh. Thí dụ như mình hối hả bợp chợp giống gà mắc đẻ thì chịu thua, người gì thua thất bại. Mà thường những người gì khó niệm Phật vãng sanh, tại vì khi họ bị bệnh đau hay là họ bị thở không được cái là họ sợ, họ sợ lên rồi đó là họ chi cầu sự sống. Mà khi mà mình lo chi cầu sự sống thì mình không niệm Phật được. Mà mình không niệm Phật được thì nghiệp lực nó ập đến. Mà khi nghiệp lực nó ập đến rồi, cái là mình theo cái nghiệp quả đó mình tái sinh. Thất bại không? Nó theo cái nghiệp quả đó mà tái sinh. Thất bại rồi.
Nên mỗi một người chúng ta, mình giữ được cái tâm bình tĩnh thì mình mới niệm Phật được. Mình mới nhớ được cái việc vô thường và cuộc đời phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Ví dụ như mình đang sống gì đi, tự nhiên mình té ngang cái đầu mình thở không được, lúc đó mình thường ngày đã gầy dựng cái tâm tín nguyện niệm Phật, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó dù còn một tí thở cũng là dùng cái hơi sức đó để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy thì chắc chắn là Phật sẽ tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Cái vô cùng quan trọng là cái niệm cuối cùng, cái niệm cuối cùng cực kỳ quan trọng luôn. Nên mỗi người mình chúng ta thường mỗi ngày, đó là gầy dựng cái niệm cuối cùng. Nhớ, thường gầy dựng cái niệm cuối cùng. Hạ Phật tử phải nhớ chỗ này cực kỳ quan trọng. Thường mình hãy tự nín thở, tự nín thở mỗi ngày, ngày nào mình cũng làm một lần. Hãy nín thở, nghĩ ngày hôm nay mình chết, nín thở, thở không được, còn một chút hơi thở gượng gạo, lúc đó mình hãy phát sinh ý niệm đây là một chút hơi thở để niệm Phật, đề xướng của Phật hiệu để nguyện cầu sanh cực lạc. Cái lúc quý vị đang nín thở đấy, quý vị suy nghĩ lúc này thì của cải vật chất, gia đình, vợ chồng con không có còn dính líu với mình nữa. Lúc này là lúc mà mình giải quyết vấn đề sanh tử. Ngày nào chúng ta cũng gầy dựng một lần như vậy. Hàng Phật tử, bữa nay chúng ta giảng đoạn này cực kỳ quan trọng. Từ xưa giờ chúng ta chưa từng nói câu này. Hôm nay tự nhiên phát sinh ra nói câu này. Hàng Phật tử nhớ, tập làm đi. Tập làm từ bây giờ, những đức cũng sẽ tập làm từ bây giờ. Chúng ta hãy cùng tập làm từ bây giờ. Và cho đến chúng ta cặn tử nghiệp, nhất định mình sẽ có kết quả rất lớn. Ngày nào cũng sẽ có một lần tập nín thở, tập sắp chết. Hỏi lại mình, tất cả những của cải vật chất, vợ chồng con, có giải quyết được vấn đề gì cho mình khi mình sắp sửa chút hơi thở cuối cùng hay không? Mỗi ngày hãy nhắc nhở mình như vậy. Và niệm cuối cùng của mình là niệm gì? Là niệm phải bình tĩnh niệm Phật, chứ không phải là chi cầu sự sống để giải quyết những vấn đề gì trong cuộc đời này, mà hãy xuôi theo số phận. Còn một chút hơi thở cuối cùng đó là niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Việc này cực kỳ quan trọng, hàng Phật tử phải nhớ. Và chúng ta hãy đem công đoạn này gỡ cho rất nhiều người tu tịnh độ đi. Nên tập như vậy. Cả người xuất gia hay cư sĩ gì, chúng ta cũng nên tập như vậy. Vì mỗi người chúng ta, cơn vô thường sẽ đến bất chợt quý vị. Cơn vô thường đến bất chợt, chúng ta sẽ hụt hẳn. Chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Đây là cái điều rất thất bại, cực kỳ thất bại. Đừng để mình mất sự bình tĩnh. Nếu như mình mất sự bình tĩnh, mình sẽ hoàn toàn thất bại. Hãy giữ cái tâm bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Nên người thường mà nghe sự cố gì của gia đình người thân mà tự nhiên mình xanh mày xanh mặt, lăn xăng lên, tim đập mạnh, mất định hướng, người như vậy thì thua. Mình là người niệm Phật mà như vậy là thua rồi. Chúng ta từng nói rằng dù trời có sập xuống, mình cũng phải bình tĩnh để niệm có Phật hiệu. Trời sập là chuyện của trời, chuyện của ta là phải niệm Phật cầu sanh cực lạc. Việc này quan trọng lắm quý vị, cực kỳ quan trọng luôn. Nên mỗi một người chúng ta nên nhắc nhở nhau về cái việc mỗi ngày tập nín thở một lần. Mỗi ngày chúng ta đều rèn luyện cặn kề với cái chết một lần. Nếu như mỗi ngày mà rèn luyện cặn kề với cái chết thì việc này
sẽ giúp ích cho chúng ta rất là lớn khi cuối cuộc đời giảng sanh. Hôm nay chúng ta nhắc công đoạn này cực kỳ quan trọng. Hàng Phật tử phải nhớ chỗ này. Lâu lâu Phật gia hộ cho mình, nhắc mình một điều cực kỳ quan trọng. Đây là một ý niệm cuối cùng cực kỳ quan trọng. Bạn phát ý niệm nào? Nhiều người tu cả đời chỉ có sự sai lầm khi cuối đời một chút thôi. Chúng ta đã uổng phí cả một đời tu của chúng ta. Chỉ có một ý niệm cuối cùng mà đã uổng phí cả đời tu của mình, tiếp tục trôi lăn trong lục đạo. Uổng quá quý vị, cực kỳ uổng luôn. Nên mỗi một con người dù tu lâu cỡ nào cũng bắt đầu từ hôm nay tập ý niệm cuối cùng. Mỗi ngày phải tập chết một lần để nhắc nhở vô thường. Quý vị khi nín thở là đến mức còn một chút nữa thôi là mình sẽ chết. Ngày nào cũng rèn luyện như vậy. Ngày nào cũng rèn luyện như vậy. Nếu như chúng ta không rèn luyện chỗ này thì khi chúng ta còn một chút sự sống, chúng ta sẽ chi cầu và tìm kiếm, lôi kéo sự sống. Mình sẽ phát ra những cái nguyện. Còn những cái nguyện gì trong cuộc đời chưa làm xong, mong được sống để làm xong những việc đó rồi mới chết. Ý niệm này cuối cùng, nếu như quý vị chết là hoàn toàn thất bại. Hoàn toàn thất bại. Giống như có một người tu hành này, khi phát nguyện xây một cái bảo tháp, thì lúc xây cái bảo tháp mà xây chưa xong thì thọ mạng đến ra đi. Mà vị này cũng là người tu hành rất chân chánh, mà cái nguyện là xây cái bảo tháp. Khi mất đi thì tái sinh lại một đứa bé nhỏ. Khi đứa bé sinh ra cứ khóc suốt, khóc suốt luôn. Thì một lần nọ ẩm ngang cái bảo tháp gian dở xây chưa xong thì đứa bé lại nín. Thì tính ra thời gian bị hòa thượng nó mắc và thời gian đứa bé này sinh ra thì quá trùng lập, quá phù hợp. Thì gia đình phát nguyện rằng nếu đây là bị hòa thượng nó mắc và tái sinh lại thì gia đình xin phát nguyện trùng tu bảo tháp này cho tròn tâm nguyện vị hòa thượng đó, cho cháu được hết khóc. Từ đó về sau cháu không khóc nữa. Quý vị thấy, chúng ta làm bất cứ cái gì thì cũng phải có cái nguyện, nhưng phải gầy dựng cái nguyện cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh, cầu cái nguyện giải thoát cho cực kỳ mạnh. Còn nếu như cái nguyện tốt ở thế gian mà đặt vấn đề quá mạnh, nếu như cặn tử nghiệp chỉ cần một ý niệm sai lầm của thế gian là quý vị sẽ mất phần giải thoát. Mà khi mất phần giải thoát rồi thì trôi lăn lục đạo luân hồi. Chỗ này mới là cực kỳ đáng sợ. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng ác thì đến ba đường ác để tiêu, thiện thì đến ba đường thiện để tiêu. Thiện ác đến đây để mà tiêu. Nên chúng ta tạo tịnh nghiệp, đó là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Mục tiêu niệm Phật cầu sanh cực lạc của chúng ta cực kỳ mạnh. Tất cả việc thiện, việc ác gì cũng quy về niệm Phật để cầu sanh cực lạc hết. Chỉ có đúng một niệm, đó là niệm Phật để phát nguyện sanh cực lạc, vậy thôi. Nếu duy trì cái tâm này cực kỳ quan trọng,
Nên chúng ta nói rằng tập cái ý niệm cuối cùng là niệm Phật. Ngày nào cũng tập chết một lần để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ngày nào cũng nín thở đến mức sắp sửa đứt hơi thở và phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ngày nào cũng tập như vậy, từ bây giờ tập cho đến khi thọ mạng đến, nhất định chúng ta sẽ có định hướng rất rõ ràng, không bị hụt hẳn, không có lôi kéo sự sống trong cuộc đời này, mà còn một chút hơi tàn lực kiệt, chúng ta sẽ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hãy bắt tay từ ngày hôm nay là ngày 25 tháng 4, 2023. Vừa nghe công đoạn này, mỗi người nên quỳ trước Phật phát nguyện. Con từ hôm nay tập ý niệm cuối cùng, đó là niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc. Ngày nào cũng làm như vậy, dù ở bất cứ nơi nào, cũng tập làm một hơi thở cuối cùng. Cứ tập đi quý vị. Việc này sẽ cực kỳ quan trọng lợi ích cho người niệm Phật của chúng ta. Vì đa phần khi chúng ta sắp sửa tắt hơi, chúng ta sẽ nghĩ những điều khác hoặc hụt hẳn, sẽ bị nghiệp lực chối vây làm chúng ta mất định hướng. Những đứa từng kể với vị nghe câu chuyện mà bản thân những đức tự nhiên bị sặc thở không được. Lúc những đức thở không được, quý vị biết rằng là sặc một phát, tự nhiên nó cuộn lên. Nó cứ lên hoài, những đức không thở được. Không thở được. Nó cứ kêu khọt. Nó không thể nào mà hít hơi thở được, mà nó cứ khọt. Thì trong tâm tư những đức nghĩ thua. Lúc này mà chi cầu sự sống thì nếu như mình chết đi, mình sẽ mất phần giảng sanh. Lúc đó những đức không khọt nữa, không tìm hơi thở nữa, mà chấp nhận ra đi. Lúc đó những đức còn một chút hơi thở lên như vậy, những đức những đức niệm như vậy mình sắc một phát thở lại luôn, thì tiếp tục mà xong. Còn nếu như lúc đó những đức không thở được mà chết đi, thì chắc chắn ý niệm đó là niệm cầu sanh cực lạc. Phật Di Đà sẽ tiếp dẫn mình giảng sanh. Nhưng nếu lúc đó những đức sợ và hụt hẳn để chi cầu sự sống, thì có chừng tiêu. Tiêu. Nếu lúc đó mà chi cầu sự sống là tiêu, nó làm cho mình hụt hẳn và tim mình sẽ đập mạnh. Lúc đó mình đứng tim và mình sẽ chết. Mình sẽ không niệm Phật. Thì ý niệm cuối cùng là không niệm Phật là hoàn toàn thất bại. Nên có những người họ nêu lên rằng Đức Phật A Di Đà phát nguyện là khi cuối đời chúng ta niệm từ 1 niệm đến 10 niệm Phật trước. Có những người lại nói rằng Đức Phật A Di Đà nói như vậy không thật, họ niệm rất là nhiều, tại sao Phật không rước? Quý vị phải nhớ cái niệm cuối cùng. Dù là từ 1 niệm đến 10 niệm, nhưng cả đời nên niệm. Nhớ nghe quý vị, dù từ 1 niệm đến 10 niệm cuối cùng cặn tới nghiệp Phật rước, nhưng mà cả đời nên niệm. Đừng bao giờ nghĩ rằng từ 1 niệm đến 10 niệm nó quá đơn giản. Lúc bình thường A Di Đà Phật, thì từ 1 niệm đến 10 niệm quá dễ dàng, quý vị lại lơ là. Sai. Tổ sư nói rằng tuy nói từ 1 niệm tới 10 niệm Phật tiếp dẫn khi cặn tới nghiệp, nhưng lúc bình thường phải siêng niệm, cả đời phải siêng niệm. Bây giờ những đức còn nêu lên rằng mỗi ngày phải nín thở tập chết một lần để ý niệm niệm Phật, từ nơi đó gầy dựng từ bây giờ cho đến khi cặn tử nghiệp mới có kết quả. Tuy nói từ 1 niệm tới 10 niệm nhưng cặn tử nghiệp không đơn giản. Nên những người mà có cái tâm phỉ báng tịnh độ, quý vị sẽ chết không tốt đâu, chắc chắn quý vị luôn. Phật A Di Đà không có tính toán với quý vị. Phật thì không bao giờ tính toán. Phàm phu chúng ta chỉ cần có tâm tu giải thoát
cũng không tính toán những chúng sanh đối xử tệ bạc với mình, không chỉ Phật Bồ Tát. Nhưng nghiệp duyên sẽ tính với quý vị. Cái tâm phỉ báng tịnh độ là một cái tâm đại ác phỉ báng chánh pháp. Quý vị sẽ chết không bao giờ tốt, chắc chắn quý vị luôn. Nên những người mà gan cùng mình mới dám nói câu Pháp Môn Tịnh Độ không có, A Di Đà Phật không có, Tây Phương Cực Lạc không có, họ nói câu này đúng là gan cùng mình. Gan cùng mình mới dám nói. Nếu như cái nơi ở của chúng ta mà cho con người đó ngồi ở đó để nói thì quý vị cũng gan cùng mình luôn. Gọi là gì? Cộng đại ác. Chứ không phải nói cộng nghiệp nữa mà cộng đại ác. Phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng giáo Pháp của Đức Thế Tôn. Thì đây phải đại ác không? Quý vị nghĩ đi. Nên mỗi một con người chúng ta, nếu như phỉ báng giáo pháp của Phật thì đây là phải đại ác không? Giáo pháp của Thế Tôn, chúng sanh nhờ nương vào mà đoạn ác tu thiện, sống có đạo đức, sống có niềm vui. Mà mình đi phỉ báng cái giáo pháp của Phật, làm người ta mất lòng tin, phải đại ác không quý vị? Nên mình mỗi ngày mình khuyên người ta niệm Phật, dẫn dắt người ta niệm Phật, việc này là việc lợi ích rất là lớn. Bao nhiêu câu chuyện niệm Phật cảm ứng, cái pháp môn tịnh độ vì sao quá nhiều người tu như vậy? Thì phải biết rằng 100% nó phải lợi ích lớn thì sao? Nên nhiều người ta mới tu. Nếu như tu học mà không có một kết quả gì, ai tu học làm gì? Ai tu học làm gì? Như chính bản thân những đức ở trong ngôi nhà Tam Bảo tu tịnh độ, niệm Phật, những đức thấy rõ ràng cảm ứng bất khả tư nghị. Quý vị coi nhà mình chỉ có vài ba người thôi, mình lo không xong. Bây giờ chùa đông như vậy mà những đức đã từng ở hai ngôi chùa, toàn là hai ngôi chùa cực kỳ đông người ta. Những đức nhớ nhà những đức năm xưa, lâu lâu mua thùng gạo ăn, lay quay là hết gạo, có khi một thùng gạo còn mua thiếu, chầu chực mua một thùng gạo thiếu để ăn. Như vậy mà bây giờ đông người như vậy mà không thiếu gạo. Phật dạy 100% mình phải tin. Phật dạy càng bố thí thì càng nhiều, thí pháp thì thông minh trí tuệ, ăn chay phóng sanh thì sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. 100% chắc chắn là như vậy. Phật dạy gieo nhân thì gặt quả. Nên tất cả những việc thiện, việc tốt chúng ta là người tu hành làm, thì đừng có gì đưa ra việc thiện, việc tốt làm mà để cầu danh lợi. Nếu như làm việc thiện, việc tốt mà cầu danh lợi thì quý vị cũng thua luôn. Làm việc thiện, việc tốt mà để cầu tiếng tâm, cầu danh, cầu lợi thì quý vị thua, đâu phải là người chân thật tu cầu giải thoát quý vị. Nếu như trong nhà Phật quý vị nhiệt tình hết mình vì đạo pháp để mà phục vụ, vì chúng sanh để phục vụ, vì giúp chúng sanh không từ gian nan, không từ khó khăn khổ cực, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Nên hàng Phật tử phải nhớ, chúng ta mỗi ngày nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, mỗi ngày đều tập nín thở chết một lần để ý niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, gây dựng từ bây giờ cho đến khi cận tử nghiệp của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ niệm câu Phật hiệu này được. Đừng bao giờ nghĩ từ một niệm đến 10 niệm mà lơ là không siêng niệm. Lo việc này việc kia quan trọng mà không chịu lo niệm Phật, coi chừng cơn vô thường đến bất tử, chúng ta sẽ hụt hẳn. Chúng ta sẽ hụt hẳn. Nhưng Đức từng nói rằng mình có tu phương pháp nào đi chăng nữa cũng nên tập niệm Phật. Vì nếu như cặn tử nghiệp mình vào những phương pháp khác không được thì mình còn cái pháp niệm Phật để nương tựa.
Pháp niệm Phật là pháp đại thù thắng, lợi ích lớn vô cùng. Hiện đời tu hiện đời lợi ích, cuối đời niệm Phật giảng sanh. Hàng Phật tử phải gây dựng tín nguyện tín tâm cho cực kỳ kiên cố, nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người tu tịnh độ tín nguyện kiên cố, không bị ai dao động tâm, nắm chắc có vật hiệu cả đời không thay đổi. Cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.